chả thích đây. Đây là việc của bà mà, liên quan gì đến tôi? Cúi lên cúi xuống mà cũng đau lưng lắm. Thì cô giúp tôi một tí có sao đâu. Dọn đi, dọn cho nó sạch vào. Bà định cầm cái rẻ bẩn thỉu này để lau sàn cho công ty tôi á? Cởi áo ra. Cởi áo ra. Mày vừa chửi tao. Mày có biết người yêu tao là ai không? Hả? Con danh con này. Mày bỏ tay ra. Này cô ơi, tôi vừa quét gọn như này rồi, cô làm ơn cô vứt vào cái thùng này hộ tôi cái. Tôi chả thích đây, đây là việc của bà mà, liên quan gì đến tôi? Cô à, cô thông cảm, tôi già cả rồi. Cúi lên cúi xuống nó cũng đau lưng lắm. Thì cô giúp tôi một tí có sao đâu. Bà nhìn tôi như thế này mà bảo tôi đi nhặt rác với bà á? Bà nghĩ ra đây à? Tránh ra đi, hôi hám bẩn thỉu thế không biết nữa. Cô ơi, cô còn trẻ, xinh đẹp như thế kia, cô chả giúp tôi thì thôi. Cô làm gì mà nói năng quá đáng thế? Tôi như thế này là đang tạo công ăn việc làm cho bà đấy. Bà không cảm ơn tôi một câu thì thôi, lại còn khịa đểu thế à? Bà bảo quá đáng đúng không? Như thế này mới gọi là quá đáng này. Sao? Dọn đi, dọn cho nó sạch vào. Ôi, bà già kia. Cái gì thế nữa hả cô? Bà nhìn xem, bà làm xước hết xe của tôi rồi đấy. Bà lia chổi với xe của tôi đúng không? Không, tôi không biết mà. Bà cái gì nữa? Bao nhiêu chỗ bà không quét, bà cứ chăm vào xe tôi bà quét thôi. Bà lừa đảo à? Tôi quét ở chỗ đó bởi vì là... Bởi vì cái gì? Bà ít mồm thôi. Cãi nhem nhẻm ra. Mệt hết cả người, nắng nóng rồi chớ. Này, thế bây giờ bà tính thế nào? Đền tiền hay gọi công an hả? Mà cái loại nghèo hèn như bà ấy, làm đếch gì có tiền mà đến xe xịn cho tôi. Thế này nhá, muốn tôi tha lỗi cho bà ấy, quỳ xuống. Quỳ xuống tôi tha lỗi cho. Này cái chị kia, cô làm cái gì đấy? Giữa ban ngày ban mặt, cô lại đi bắt nạt người khác như thế à? Cô to mồm cái gì ở đây? Bà ấy làm xước xe của tôi thì tôi xử, liên quan gì đến cô? Cô nhìn đi, ở dưới đất một đống ảnh xanh thủy tinh như này. Cô ấy sợ cô dẫm phải vào nên mới đứng ở đây quét thôi. Tôi ở bên kia nhìn thấy hết rồi. May cho bà đấy nhá, tôi không thèm chấp. Cô ơi, cô có làm sao không ạ? Cô không sao. Chắc tại vì trời nắng quá mà từ sáng giờ cô chưa ăn gì. Thôi, để cô làm đây xong thì không xong. Cô ơi, cô cầm lấy tiền để mua một chút đồ ăn đi ạ. Tại vì con cũng để hết tiền trong thẻ rồi, nếu không con cũng cho cô thêm. Thôi, cô không dám cầm đâu, cháu cất đi. Thôi cô làm đây không muộn rồi. Cô cứ nhận lấy, con nhìn cô vất vả quá. À, hay là cô về công ty nhà con làm nhá. Công ty nhà con thì cô cũng chỉ việc quét dọn trong văn phòng thôi. Việc vừa nhàn mà lương lại cao hơn. Nếu mà được thế thì tốt quá ạ. Cô đi làm như thế này lại còn phải nuôi chú ở nhà bị liệt nữa, nên vất vả như thế nào cô cũng làm được. Được, vậy thì chốt như thế cô nhá. Ngày mai con sẽ qua đây để đón cô. Cô cầm lấy đi. Cô xin, cảm ơn. Dạ, con đi đây ạ. Tôi xin lỗi, tôi lau ngay đây ạ. Khoan đã. Sao hả cô? Bà định cầm cái rẻ bẩn thỉu này để lau sàn cho công ty tôi á? Cởi áo ra. Cởi áo ra. Nhanh. Tôi bây giờ ấy sắp làm phu nhân của chủ tịch tập đoàn này rồi. Bà mà muốn yên ổn ở đây ấy thì phải biết điều vào. Ok. Ui, bác có làm sao không ạ? Cô để cháu đỡ bác lên. Sao thế?
Có chuyện gì thế này? Dạ, em lúc nãy em nhỡ tay em làm rơi cốc nước xuống. Thôi, nên... không phải nói nữa. Anh nhìn thấy hết rồi. Em không phải bênh vực cho cô ấy đâu. Còn cô, nếu cô dọn dẹp xong rồi thì mời cô ra ngoài. Anh yên tâm, uống này vào xong ấy thì chỉ có mê man luôn. Đến lúc đấy không muốn ký thì vẫn phải ký thôi. Mà dự định của anh với em sẽ thành công rồi đấy. Vâng. Anh. Ừ. Trời ơi, sao dạo này gầy thế? Mà nhá, em thấy anh dạo này áp lực lắm luôn ấy. Em tự tay pha nước cam cho anh uống này. Ừ, anh cảm ơn. Anh uống thử luôn đi. Em chu đáo quá. Sao cô lại ở đây? Tôi vào đây dọn dẹp, nhưng buồn ngủ quá, tôi ngủ quên mất. Tôi xin lỗi cô, xin cậu đừng đuổi việc tôi. Ừ. Cô xong việc rồi thì nhanh nhanh ra ngoài ấy chứ. Để tôi dọn nốt đã. Để tao dọn nốt. Không cần đâu. Bừa bộn quá cô à. Ôi. Tôi xin lỗi, tôi đi lấy góc khác cho cậu. Thôi không cần đâu ạ. Thôi, cô cứ dọn dẹp nốt đi. Vâng. Tài liệu để trên bàn cho tôi. Không ổn rồi. Mình nhất định phải xử lý mụ già ấy thôi. Bà cầm này đem đi bán đi. Nhanh lên. Đã ăn trộm ăn cắp, bây giờ ngồi đấy bình thản nhai bánh mì được ạ? Hả? Cô nói cái gì tôi không hiểu. Bà không hiểu hay bà cố tình không hiểu đấy? Bà ăn trộm tiền tôi, toàn bộ camera của tòa nhà đã ghi lại, bà còn cãi được ạ? Tôi không biết, tôi không lấy. Đống đồ này là cô đưa cho tôi mà. Tôi đưa cho bà bao giờ? Bây giờ bà muốn đổ tội cho tôi cái gì? Bà ăn trộm ý, camera ghi lại rồi, bà không bao giờ có thể chối ở đâu. Tôi cho bà 2 phút. Cút. Tôi không sai, tôi không đi đâu cả. Bà định thử lộ lì với tôi á? Đi. Tôi bảo đi gặp công an, nhanh lên, đi. Cô à, cô bỏ tay ra. Cô định dẫn cô Tường đi đâu hả? Chính cô ấy mới phải là người lên công an đấy. Tao lại tưởng là ai cơ. Hóa ra là con rể rách nhà mày đấy à? Mày nghĩ mày là siêu nhân chắc? Mày có thể giải cứu được cả thế giới à? Tao xin lỗi mày nhá. Ngày hôm nay không bao giờ mày có thể đưa bà ta ra khỏi chỗ tao được. Mọi chuyện ấy là do cô tự biên tự diễn. Mà cô cũng mạnh mồm quá nhở. Đúng là cái loại vô nhân tính. Mày vừa chửi tao á? Mày có biết người yêu tao là ai không? Hả? Con danh con này. Mày bỏ tay ra. Cô làm cái gì đấy? Hả? Cô làm cái gì đấy? Anh... chưa gì anh đã chửi em rồi. Cái lũ ăn mày này nó súng lại, nó bắt nạt em ấy chứ. Lũ ăn mày? Tôi nói cho cô biết, đây là em gái tôi và là chủ tịch cái công ty này đấy. Trong thời gian qua, em gái tôi đi công tác và tôi chỉ thay em gái của tôi. Mọi âm mưu chiếm đoạt công ty tôi của cô và nhân tình tôi cũng đã cho người điều tra hết cả rồi.
Chẳng qua anh trai tôi là đã quá tin người nên mới tạo cơ hội cho cô mà thôi. Nhưng mà cũng may có cô Tường tình cờ nghe được cuộc điện thoại của cô và bố nên đã nói với tôi để cho tôi sớm được giải quyết đấy. Anh ơi, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu. Mọi người phải tin em chứ, đừng bao giờ tin đến bà già ăn cắp này chứ. Từ lúc mà tôi biết cô là loại người ấy, tôi đã cho người giám sát cô 24/7 rồi. Nên là tất cả mọi thông tin của cô tôi đều nắm rất rõ. Kể cả chuyện cô sợ cô Tường sẽ bét xét với anh Lâm. Mọi chuyện không như nghĩ đâu, anh phải tin em. Cô im mồm! Đi mà giải thích nhân tình của cô là do tôi quá tin cô. Còn bây giờ cô ra khỏi công ty! Không anh ơi, không phải như thế đâu. Nhanh! Không anh, là do anh quá mê muội, suýt nữa thì anh gây nên chuyện lớn rồi. Mà anh đã bảo với em rồi, cái chuyện công ty rồi kinh doanh anh không giỏi bằng em đâu. Cũng may mà em về sớm, không thì công ty lại... Anh đừng nói như thế. Đây là công ty của bố mẹ thì tất nhiên là phải do hai anh em mình cùng phát triển chứ. Nhưng mà anh biết không, lần này ấy, công lớn nhất là thuộc về cô Tường đấy. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Nếu mà không có cô thì không biết là công ty của bố mẹ chúng cháu có giữ được không nữa. Thực ra thì không có gì đâu. Bởi vì trước đây cháu đã giúp đỡ cô nhiều mà. Bây giờ có cơ hội để báo đáp thì đấy là điều tốt nhất với cô rồi. Cảm ơn cô ạ. Cháu cảm ơn cô ạ.